Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Nhịp đập thể thao của hthao.vn. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 tối hàng ngày tại Facebook và YouTube channel của hthao.vn. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin gì? Chúng ta cùng đến với những phần tin chính. Nguyễn Văn Hiếu lọt top 5 cầu thủ trẻ rực sáng ở vòng bảng Futsal World Cup 2021. Messi chưa ghi bàn đã bị bầm dập xương. Cristiano Ronaldo vô địch kiếm tiền trong giới cầu thủ năm 2021. Canelo Alvarez tát rách mặt Caleb Plant trong buổi họp báo đầu tiên. Rạng sáng nay ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam, buổi họp báo đầu tiên trận boxing giữa Canelo Alvarez và Caleb Plant đã diễn ra tại Los Angeles, California của Hoa Kỳ. Lần chạm mặt đầu tiên giữa Canelo Alvarez, võ sĩ đang giữ 4 đai vô địch WBC, WBA Super, WBO và The Ring hạng siêu trung. Với đối thủ là chủ nhân của danh hiệu IBF, Caleb Plant ngay lập tức nóng lên khi Plant đã có những lời lẽ công kích võ sĩ người Mexico. Đỉnh điểm xung đột nổ ra trong lần đối mặt cuối cùng khi Canelo đã đẩy Caleb Plant, khiến võ sĩ người Mỹ chủ động ra đòn về phía Canelo Alvarez. Tay đấm người Mexico đã phản lại bằng hai cú tát, khiến gò má trái của Caleb Plant bị rách trước khi các nhân viên an ninh can thiệp. Trên trang cá nhân, Canelo Alvarez đăng tải dòng trạng thái được cho là nguyên nhân nổ ra sự việc. "Đừng bao giờ động tới mẹ của tôi", võ sĩ người Mexico viết. Messi chưa ghi bàn đã bị bầm dập xương. Mới đây, trang chủ của Paris Saint-Germain đã cập nhật tình hình chấn thương của vài cầu thủ, trong đó có trường hợp của Messi. Sau khi bị xưng đầu gối trái, Messi đã chụp MRI vào sáng 21 tháng 9 và được chẩn đoán bị bầm dập xương. Lần chụp tiếp theo sẽ tiến hành sau đó 48 tiếng. Đội bóng thành Paris không nói rõ về việc Messi sẽ nghỉ chơi bao lâu, nhưng gần như chắc chắn anh sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách gặp Metz ở vòng 7 Ligue 1 vào tối ngày 22 tháng 9. Messi sẽ nghỉ ngơi chờ hồi phục chấn thương và chụp MRI lần kế tiếp. Bầm dập xương là hiện tượng máu bầm và dịch lỏng xuất hiện ở nơi chấn thương. Chấn thương này không nghiêm trọng như nứt gãy xương, nhưng Messi cần vài ngày để hồi phục. Nguyễn Văn Hiếu lọt vào top 5 cầu thủ trẻ rực sáng ở vòng bảng Futsal World Cup 2021. Sau khi vòng bảng Futsal World Cup 2021 khép lại, FIFA đã đăng tải về bài viết về 5 ngôi sao trẻ hứa hẹn của giải năm nay. Một trong số đó là cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu của đội tuyển Futsal Việt Nam. Không chỉ vậy, phát solo từ sân nhà rồi vượt qua các cậu vệ lẫn thủ môn của Panama để ghi bàn của Văn Hiếu được bình chọn là một trong những bàn thắng đẹp nhất vòng bảng World Cup 2021. FIFA đã dùng những mỹ từ để mô tả bàn thắng này. Màn trình diễn của cầu thủ chạy cánh Ala trông như cậu học sinh ấy ở trận đấu với Panama khiến người ta lầm anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc. Văn Hiếu chặn đứng pha tấn công của đối phương rồi đi bóng vượt qua hậu vệ và thủ môn đối thủ để ghi bàn từ góc hẹp. Giải bóng bàn vô địch châu Á 2021 vắng bóng Việt Nam và Trung Quốc. Thông tin từ Bộ môn bóng bàn, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, các vận động viên nam nữ của đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ không thi đấu giải vô địch châu Á 2021 bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Theo lịch, giải năm nay diễn ra tại Doha, Qatar từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Được biết, một số quốc gia ở châu lục cũng vắng mặt ở giải năm nay vì lý do tương tự. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc. Các tay vợt mạnh nhất của Trung Quốc không thi đấu giải vô địch châu Á 2021 để toàn tâm dự đại hội thể thao toàn quốc ở trong nước. Tuy nhiên, các đội tuyển mạnh của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ đều có mặt ở Qatar. Hiện tại, đội tuyển bóng bàn quốc gia Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội Mỹ Đình từ tháng 1 tới nay, khép kín nội bộ và chưa thi đấu giải nào. Theo thống kê của tạp chí Forbes, siêu sao Cristiano Ronaldo vừa giành lại ngôi số 1 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới trước đối thủ lâu năm là Lionel Messi. Forbes cho biết, ở mùa giải 2021-2022, sau khi Ronaldo quay lại Man United đã có mức lương và thưởng tổng cộng khoảng 70 triệu đô la Mỹ trước thuế, cùng với 55 triệu đô la Mỹ từ các hợp đồng quảng cáo đã có xác nhận giúp danh thủ người Bồ Đào Nha hiện có thu nhập tổng cộng khoảng 125 triệu đô la Mỹ. Với mức thu nhập này, Cristiano Ronaldo lấy lại vị trí số 1 trong top cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới từ tay của Messi, khi siêu sao người Argentina đã giảm thu nhập do chia tay Barca để cập bến Paris Saint-Germain. Cụ thể, Messi kiếm được khoảng 75 triệu đô la Mỹ gồm tiền lương và thưởng, nhưng thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo đã giảm còn 35 triệu đô la Mỹ. Mức thu nhập tổng cộng 110 triệu đô la Mỹ của Messi ở mùa giải này giảm khoảng 20 triệu đô la Mỹ so với mùa trước từng giúp anh đứng số 1 trước Ronaldo. Cũng theo Forbes,
trong top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới mùa giải 2021-2022. Tổng cộng có thu nhập trước thuế khoảng 585 triệu đô la Mỹ, tăng so với mức 570 triệu đô la Mỹ ở mùa trước. Trong đó, tiền lương và thưởng chiếm phần lớn với khoảng 415 triệu đô la Mỹ, tăng 2,6% so với mùa trước. Trước đó, vào hồi tháng 5 năm 2021, Forbes từng công bố võ sĩ Conor McGregor là vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới, xếp trên cả Ronaldo và Messi. Lúc đó, McGregor đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ là 150 triệu đô la Mỹ từ việc bán thương hiệu rượu whisky của mình, cũng như 22 triệu đô la Mỹ từ những nỗ lực trên sàn đấu. Anh cũng nâng cao hình ảnh của mình khi trở thành gương mặt đại diện cho một loạt các nhãn hiệu lớn như DraftKings, trò chơi điện tử Dystopia và Burger King. Trở lại với hiện tại, câu lạc bộ Paris Saint-Germain là đội có nhiều thành viên nằm trong top 5 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới mùa 2021-2022. Ngoài Messi hiện xuống vị trí thứ 2 để Cristiano Ronaldo lấy lại vị trí số 1, còn có Neymar xếp thứ 3 với tổng cộng là 95 triệu đô la Mỹ thu nhập, gồm 75 triệu đô la Mỹ tiền lương thưởng và 20 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo. Kế đến lại Kylian Mbappe có thu nhập tổng cộng là 43 triệu đô la Mỹ. Ở ngoài hạng Anh, sau Cristiano Ronaldo là tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool vươn lên hạng 5 với 41 triệu đô la Mỹ thu nhập, 25 triệu đô la Mỹ tiền lương và thưởng cùng 16 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo. Cầu thủ kỳ cựu Andres Iniesta, 37 tuổi, là người không thuộc các giải châu Âu nhưng nằm top 10 khi có thu nhập là 35 triệu đô la Mỹ từ câu lạc bộ Vincent Kobe của Nhật Bản, 31 triệu đô la Mỹ tiền lương và thưởng cùng với 4 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo, xếp ngang với ngôi sao Robert Lewandowski của Bayern Munich, người có thu nhập 27 triệu đô la Mỹ tiền lương và thưởng cùng với 8 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo. Winfred de Lion, hành trình từ khu ổ chuột đến vua sư tử bóng chuyền thế giới. Có rất nhiều điều để nói về Winfred de Lion, ngôi sao hàng đầu của làng bóng chuyền thế giới, đồng thời là cầu thủ có mức lương cao nhất năm 2020 với hơn 1,4 triệu đô la Mỹ. Nhưng để Lion có được thành công như ngày hôm nay, phải nhớ về những ngày tháng khốn khó ở khu ổ chuột Cuba. Winfred de Lion sinh ngày 31 tháng 7 năm 1993 tại Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai tại Cuba. Tuy nhiên, cuộc sống của Lyon lại thiếu thốn đủ đường, đối lập với hình ảnh của ngôi nhà cao tầng cách đó vài trăm mét. Lyon trải qua tuổi thơ trong khu ổ chuột ngoại thành cùng cuộc sống chật vật mưu sinh. Nhưng dẫu sao, Winfred de Lion vẫn còn may mắn hơn những người bạn đồng trang lứa, bởi cậu nhóc này có mẹ là một cựu vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Ngay từ năm 7 tuổi, Lyon đã được mẹ dạy chơi bóng chuyền và uốn nắn từng động tác kỹ thuật nhỏ nhất. Được huấn luyện bài bản cùng với khát khao đổi đời luôn bùng cháy, cậu bé người Cuba sớm thể hiện được tài năng ở các giải đấu lứa tuổi học sinh và nhanh chóng lọt vào mắt những nhà tuyển trạch viên khi mới 9 tuổi. Winfred de Lion nhận được lời mời tập luyện chuyên nghiệp cùng với đội tuyển bóng chuyền quốc gia Cuba. Trái ngược với sự tự hào là những lo lắng của cha mẹ khi cậu con trai mới lớp 3 phải chuyển tới thành phố mới xa nhà hơn 1.000 km. Với hành trang là một chiếc túi nặng chưa đầy 3 kg, gồm một đôi giày và vài bộ quần áo cũ mềm. Cậu bé 9 tuổi bắt đầu hành trình khám phá thế giới với tài năng bóng chuyền thiên bẩm của mình. Tuy nhiên, thử thách đã ngay lập tức đến với Lion. Winfred de Lion trải lòng: khi mới gia nhập đội tuyển, công việc hàng ngày của tôi là lau bóng, leo 4 tầng hàng ngày lấy nước tắm và thỉnh thoảng xách nước mưa dồn xuống đổ vào bể chứa của khu ký túc xá. Tôi hiểu rằng mình càng phải cố gắng hơn nữa để nhanh chóng thoát khỏi nơi này, tìm kiếm những điều kiện tốt hơn để phát triển bản thân. Với tố chất thiên bẩm và nỗ lực không biết mệt mỏi, Winfred de Lion trở thành cầu thủ bóng chuyền được chú ý hàng đầu tại Cuba khi mới 12 tuổi, đã thi đấu chuyên nghiệp tại giải vô địch quốc gia Cuba trong màu áo Capitolinos. Sau đó 2 năm, anh trở thành vận động viên khoác áo đội tuyển quốc gia. Thế giới bóng chuyền bắt đầu chú ý tới tài năng của Winfred de Lion và tất cả chỉ thực sự bùng nổ vào năm 2009. Tại giải bóng chuyền vô địch thế giới được tổ chức tại Serbia, chàng trai người Cuba đã tạo nên cơn địa chấn. Ngay từ những trận đấu vòng bảng gặp Nga, Bulgaria và Nhật Bản, Winfred de Lion đã cho người hâm mộ thế giới thấy những cú đập sấm sét, khả năng di chuyển thông minh và sự lạnh lùng trong những tình huống lên lưới. Cuba toàn thắng và đứng đầu bảng C, sau đó kết thúc với vị trí thứ tư chung cuộc. Còn Winfred de Lion là cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất giải đấu khi mới ở tuổi 16. Truyền thông thế giới phát cuồng về tài năng của Lion và anh chính thức bước ra ánh sáng là niềm tự hào của hàng triệu người dân Cuba và được ưu ái với cái tên Cristiano Ronaldo bóng chuyền. Winfred de Lion chia sẻ: người dân Cuba đã quan tâm tới tôi từ trước giải đấu đó. Nhiều người gọi tôi là Ronaldo bóng chuyền. Tôi và Ronaldo đều là những cầu thủ nỗ lực tập luyện để có được thành công. Năng suất phát điểm giữa chúng tôi rất khác nhau. Những khó khăn tại Cuba
càng sớm thúc đẩy vua sư tử ra nước ngoài thi đấu, bất chấp lệnh cấm không được khoác áo đội tuyển quốc gia. Năm 2013, anh rời khỏi quê hương và chính thức khoác áo Zenit Kazan một năm sau đó. Trong 4 năm khoác áo Zenit Kazan, Winfred Dolion giúp đội bóng này vô đối ở Nga khi thâu tóm toàn bộ chức vô địch giải vô địch quốc gia, cúp quốc gia trong suốt khoảng thời gian đó. Chưa hết, tại giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu, CV Champions League, sự xuất sắc của ngôi sao Cuba cũng giúp đội bóng Nga 4 năm liên tiếp giành chức vô địch. Winfred Dolion khoác áo đội tuyển Ba Lan từ năm 2019. Anh được rất nhiều quốc gia trải thảm đỏ như Ý, Đức, Pháp. Tuy nhiên, người vợ xinh đẹp chính là lý do để anh đưa ra quyết định cuối cùng. Lyon nói về cuộc gặp gỡ định mệnh với người bạn đời, Mango Zata. Tôi khá bất ngờ khi nhận lời mời của nữ phóng viên Ba Lan. Cô ấy bay tới Cuba chỉ để phỏng vấn một cầu thủ bóng chuyền. Sự xinh đẹp và đam mê bóng chuyền của cô ấy đã làm tôi rung động từ buổi gặp đầu tiên. Nhiều tháng sau, tôi gặp cô ấy ở Ba Lan và chúng tôi quyết định tiến tới một mối quan hệ bền vững. Đó đơn giản là lý do khiến tôi thi đấu cho quốc gia này. Mức lương khi tôi chơi bóng cho đội tuyển thấp hơn khá nhiều các quốc gia khác, nhưng gia đình mới là điều quan trọng. Cuộc gặp gỡ với nữ phóng viên xinh đẹp người Ba Lan là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của vua sư tử. Nó khiến anh dũng cảm đưa ra quyết định chia tay đội tuyển quốc gia Cuba để khoác lên mình một màu áo mới, hướng tới mục tiêu lớn hơn mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Hơn hết, Winfred Dolion có một gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và hai đứa con kháu khỉnh. Tiền cũng không phải là vấn đề quá lớn khi anh là cầu thủ bóng chuyền nam có mức thu nhập lớn nhất thế giới lên tới 1,4 triệu đô la Mỹ trong mùa giải vừa qua. Từ cô ổ chuột tại Cuba cho tới bục vinh quang trên khắp thế giới, đó là một hành trình rất dài với ước mơ từng bị coi là viển vông của cậu bé 7 tuổi. Nhưng với nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ, những điều tốt đẹp nhất đã tìm đến với vua sư tử Winfred Dolion. 10 phút cùng với Nhịp đập thể thao của sthao.vn đã trôi qua thật nhanh. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải nói lời chia tay nhau. Xin chào và hẹn gặp lại vào số ngày mai.